Trời ơi, mặt sao mà xấu dữ vậy chị? Hôm nay buồn quá à. Mọi người biết sao không? Lâu lâu á mới được mời làm thám tử trong chương trình du lịch kỳ thú, mừng muốn chết luôn. Nhưng mà cuối cùng gặm phải cục xương. Trời ơi, Cát Tường là chuyên viên ẩm thực, chuyên gia đi du lịch, đi khắp mọi nơi, am hiểu lịch sử, địa lý. Thì tại sao không cho Tường đi khám phá những cái đó mà lại mời Tường đi khám phá một cái công việc mà Tường không có biết làm. Đi làm, coi làm, in hình lên trên đá, in hình lên trên gỗ. Trời ơi, mấy cái thủ công mỹ nghệ này tôi đâu có khéo tay đâu trời. Mà mời tôi làm thám tử chương trình này giống như là đi vạch mặt tôi ra vậy đó. Mà Tường nói thiệt là ngày hôm qua Tường đã cầm cái clip mà chương trình đưa cho Tường, đem ra mấy tiệm in coi luôn, đưa cho người ta coi. Chào em. Dạ, chào chị. Em ơi, cho chị hỏi thăm là chị có cái tấm hình như vậy, dạ, có cách nào mà em in được cái hình này lên cái miếng gỗ này không? Cái này thì máy móc của em không có nên không thể làm được. À, có nghĩa là phải có máy thì mới làm được. Đúng rồi. Còn làm tay là làm không được. Đúng rồi. Em là chủ ở đây hả? Dạ. Rồi, đẹp trai quá ha. Chủ đẹp trai dễ thương vậy. Hỏi em là em cá độ với chị không? Bây giờ thí dụ như bây giờ chị về chị nghiên cứu mà chị có cách nào đó bằng tay, làm bằng thủ công mà chị in được cái hình này lên gỗ thì em thua. Còn nếu mà chị in không được thì chị thua. Ok chị. Cá gì? Cám chầu cà phê. Cá chầu cà phê phải không? Ok. Rồi, quý vị làm bằng chứng nha. Ông chủ đẹp trai của tiệm in này cá với tôi là in cái này lên được cái này thì là ảnh sẽ thua tôi một chầu cà phê. Rồi, chị cảm ơn em nha. Chúc em mua may bán đắt. Chị đi nghiên cứu cái này đây. Dạ. Trời ơi, tôi gan quá. Tôi chưa có tìm ra được cách nào mà tôi dám cá với người ta chầu cà phê. Thôi, nhưng mà cũng không sao. Rủ có thua thì coi như đãi trai đẹp một chầu cà phê cũng được. Đi nghiên cứu đây. Đó, người ta tiệm in mà người ta còn không hiểu nữa, làm sao mà tôi biết làm trời. Alo. Alo. Ngọc Anh phải không em? Em ơi, chị là chị Cát Tường á em. Chị là thám tử trong chương trình du lịch kỳ thú á. Rồi chương trình có hẹn em bữa nay tới địa điểm hẹn để mà gặp chị, để mà mình cùng nhau tìm hiểu đó. Rồi em tới chưa? Ủa, em tới rồi sao mà chị không thấy em? Em ở chỗ nào? Ủa, chị cũng đang ngồi dưới lầu quán cà phê nè em. Ủa, vậy chị đang ngồi đâu ạ? Ủa, em Ngọc Anh đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, em ngồi gần chị thì em bắt điện thoại chị cho tốn tiền chị vậy em. Nãy gì nữa đây? Dạ, cái này là mấy đồ dùng em thử nghiệm ở nhà. À, có nghĩa là em có tìm hiểu ở nhà rồi á hả? Dạ. Mà được không? Thành công không em? Không thành công. Thôi bây giờ hai chị em mình sẽ thử mình làm từng bước đi. Thử coi mình có được hay không. Dạ. Nha. Đó, hy vọng là khi mình lột ra nó sẽ dính ra. Và bây giờ chúng tôi sẽ từ từ lột ra và điều gì sẽ hiện ra đây? Nhẹ thôi nha cưng. Tên tên. Nhẹ nhàng. Tên tên. Thấy không? Thấy mí gì chưa? Hình vẫn dính trong hình. Không có gì hết. Yeah. Quê sệ. Quay. Tại sao không? Bây giờ mà nếu muốn làm theo giống như các anh trong clip này thì mình phải có đầy đủ đồ nghề hơn nữa. Chứ bao nhiêu đây thì ít quá không làm được, đúng không? Ây da, hay quá, hay quá. Quá trời đồ nghề luôn. Chúng ta bây giờ đã có hồ sữa, bảng màu. Ta có gỗ đàng hoàng. Chị nghĩ trước tiên là mình tập làm họa sĩ trước đi. Đây, em là họa sĩ, em đã vẽ được cây dừa. Khà khà khà. Bây giờ bước kế tiếp, chúng ta sẽ in cái hình logo này. Logo của chương trình du lịch kỳ thú. Đây là cái hình có sẵn. Chúng ta sẽ in nó lên trên cái mặt gỗ như thế này. Coi nó có ra hay không. Có cái con dấu này nè em. Bây giờ mình sẽ đóng con dấu lên đây thử coi như thế nào. Và cái cuối cùng là cái hình vẽ cây dừa của tôi. Chưa được cô lắm lem cây dừa rồi. Cây dừa của tôi nó dày ra dày rồi quý vị ơi. Không tình tôi vẽ cây dừa đẹp quá mà. Thôi, nó lâu khô quá, bây giờ làm sao? À, tại sao mình không dùng cái trí tuệ trời sinh của mình? Bây giờ mình sẽ dùng bằng ủi. Để mình ủi. Mình tạo sức ép cho nó nóng, cho nó mau. Chứ không ra quá chị Tường à. Anh
anh ấy. Sao tôi ngồi tôi làm việc mà anh ấy ngồi chơi điện thoại là sao vậy? Tại em đang chơi TikTok á chị, vui lắm á chị. Vui là vui cái gì? Có gì đâu vui? Là quay clip á. Quay sao? Sao chị chơi với? Mình làm theo điệu nhạc của nó. Vậy hả? Dạ. Ta là con mèo hả? Ta là con gấu. Rồi cuối cùng nó được cái gì, nó ra cái gì? Ê, này chị làm với coi cái này là chơi sao vậy? Ê, làm đăng Facebook câu view rồi. Rồi bây giờ chị nghĩ là khô rồi đó. Mình có thể lột ra được rồi. Ê, nó dính rồi nè. Thấy ẩn ẩn hiện hiện là cái gì chưa? Quý vị, tôi đã thành công rồi nha. Nhưng mà chữ bị ngược. Hình không thì không sao, nhưng nếu cái hình mà nó có chữ thì mình phải lật cái chữ nó ngược lại thì lên đây cái chữ nó mới trúng. Còn nếu như vậy thì cái chữ nó đã bị ngược rồi. Trời sao của em nhanh nhở vậy? Sao em chờ sao mà nó mất hết trơn cái trọi vậy? Rồi tiếp lột cái bên dưới này coi sao. Trời, nó đẹp rồi đó nhưng mà nó hơi ướt nè. Chị sẽ thử ủ lên đá. Bây giờ chúng ta sẽ thử lột trên đá xem. Ủa sao không thấy gì vậy? Nhìn đi, có hình trên đá nhưng do cục đá đen quá nên cái hình nó đã không có thấy. Nếu như đây là cục đá trắng thì hình nó sẽ lên. Lên gỗ có vẻ là ok nhất, lên đá không thấy gì. Nói chung là tụi tôi làm như vậy là cũng thành công được 70%. Còn nếu như các bạn trẻ ai muốn tìm tòi sáng tạo khám phá thì chúng ta cứ mua thử một bộ đồ nghề về chúng ta làm. Tường tin chắc rằng là chúng ta làm 7-7-49 ngày thế nào chúng ta cũng sẽ làm ra được những bức hình rất là đẹp. Cả hôm nay em làm như vậy với chị là rất là vui rồi. Ở nhà làm không được nhưng mà lên tới đây làm chung với chị hoàn thành được tác phẩm này là rất là ok rồi. Được chứ em? Vậy là hôm nay chị Tường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đúng không? À, chị đã cho em những cái giải đáp về cái việc là làm sao để in hình lên trên gỗ. Em ơi em à, em hãy nhìn đây. À, ở đây á là chị in bằng cái hình hồi nãy chị đưa cho em. Rồi sau đó là hình chị vẽ bằng mực á, bằng mực vẽ lên giấy chị vẽ xong chị in được lên đây luôn. Đẹp không? Em thua chị rồi. Nói chung là nó cũng hơi xấu một chút xíu tại vì chị mới làm lần đầu. Yeah. Nhưng mà nếu như chị làm khéo tay thêm vài lần nữa thì chị tin chắc chắn là nó sẽ đẹp. Yeah. Là tâm phục khẩu phục không? Yeah. Cà phê. Cà phê ok. Ok. Và bây giờ chúng tôi đã có được một chầu cà phê, tôi không có trả tiền. Cảm ơn. Đi thôi. Chị quen nó mắc đỏ ha. Tôi xin hỏi người ta không có cái gì. Và đây, tôi có đem theo một số đồ nghề để các bạn tự trải nghiệm sau khi tôi đã tìm tòi và ngâm cứu. Đây là sản phẩm của tôi bữa hôm đó. Wow. Bây giờ tôi về tôi nghiên cứu lại, mọi người thấy không? Hình nó hơi dơ, lý do sao biết không? Tại vì á là tôi lấy bằng ủi tôi ịn lên. Yeah. Thì nó bị dính rít vậy nè. À, nếu chúng ta đừng có nóng vội, chúng ta để cho nó gọi là khô tự nhiên á. À, thì nó sẽ không có bị. Mọi người thấy không? Yeah. Đây là cái hồi nãy quay á. Đó, nhưng mà nó hơi rít như vậy. Còn cái chữ á, rút kinh nghiệm nè. Mình khi mình in á, mình phải lật ngược cái chữ du lịch kỳ thú lại. Yeah. Thì khi mình in lên đây á thì nó mới ra được cái chữ đúng. Yeah. Còn nếu mình in mình để đúng mà ập vô rồi mình chà ra thì nó ra chữ ngược. Bạn nào muốn trải nghiệm không? Tôi đã có chuẩn bị sẵn đây nè. Trải nghiệm luôn chứ. Đây sao sợ gì? Muốn chứ. Tôi đã dán vô đây khô rồi. Bây giờ các bạn thử chà đi. Đó, đây là hình tôi dán vô khô rồi nè. Đó, các bạn chà đi để coi nó ra rồi. Rồi. Hình in bình thường á hả? Hình bình thường như vậy nè. Dạ, chà đi em. Xong rồi em để dán sao chà sao. Bây giờ đổ nước lên, rưới nước lên lại. Hồ sữa rồi, từ từ để lấy cái miếng ra siêu thị đó. Gọi là keo sữa, keo sữa. Ra có thể ra tất cả những cái tiệm văn phòng phẩm để có thể hỏi keo mua. Keo sữa, các bạn rất là nhiều. Các bạn phải mua được cái miếng rửa chén nha. Ồ, cái miếng rửa chén thì vô siêu thị nào cũng có. Đúng rồi. Nhớ nha, quan trọng là phải nước nè, phải có nước nha. Chà khô quá nó bay nước luôn hình. Nước sạch nha các bạn. Ừ, nước sạch.
Ok. Dạ, nhẹ nhàng từ từ thôi, đừng có nóng vội. Không? Nhẹ hả? Mình phải thêm nước, nhưng mình thấy nó khô mình phải thêm nước nha. Để thiệt khô, cái này là không có bằng ủi đó. Cái này là chị làm nóng nó bằng cái gì? Là để nó khô tự nhiên. Vậy luôn á hả? À. Cái là bữa hổm chị làm bằng ủi thì chị thấy là sắp ra nè các bạn ơi. Đó. Quá ghê, quá ghê. Được. Chị cắt tường. Luôn rồi. Nhẹ tay thôi. Nhẹ tay là sao vậy chị? Hôm nay thì chúng ta đã tuyển được một nhân viên rửa chén mới vậy, ở trên con tàu của chúng ta các bạn. Ờ. Ok. Nhẹ em có khiếu rồi đó bé gái. Để em chà sao banh luôn cái chữ anh du lịch. Thấy có lẽ là tụi em nên tập quen chà hàng trước đi. Chị chà đây. Cái tàu này trước đi. Có cắt không chị hay là chỉ chà lên chà đi. Chưa có kinh nghiệm chà. Chán ghê luôn á. Nhẹ thôi, anh mạnh quá. Cho chà sàn trước đi em. Em nghĩ là em sau cái số này em sẽ sử dụng quyền lực của em. Sản phẩm người ta tới như vậy này ít nhất cũng phải ra rõ ràng. Trời, cái gì mà đúng là thực lập sinh, chị thông cảm. Ủa nhưng mà hồi nãy là em thấy chị nói rằng là trà lên đá không in lên đá thì rất là khó đúng không? Hay là do là cái màu của cái đá cho nó bị tối thì bây giờ cái màu đá này bây giờ cái màu sáng hơn rồi. Em nghĩ là tại vì đá cái mực nó không bám cho được thì không biết sao mà bữa giờ trà xong ra đen luôn nguyên cục đá. Bây giờ cục này chị lễ dán khô rồi nè. Cái này mực nó bám nhưng mà cái quan trọng á là cái giấy này em đang thắc mắc nè. Là cái giấy mình đem ra tiệm in là mình kêu là photo in ra như màu in màu ra được đúng không? Nhớ có chữ phải lật ngược chữ lại. Ê, cái điều này làm em nhớ là ngày xưa hồi tiểu học á, ai cũng được phát một cái phù hiệu và ủi cái bàn ủi lên đúng không? Đó, cái điều này làm mình gợi nhớ lại cái ngày rất là quần áo rách á, mua cái con tem để che ủi lên dán lên dán nói gì đâu. Giờ cái hình xăm giả cũng vậy thôi, dù đóng phim đi mà cần đóng gì đóng vai giang hồ hay đóng gì có giống hình xăm đó thì cũng mua cái hình xăm ngoài chợ rồi cũng dán vô rồi lấy nước cũng chà 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 bên ngoài lột ra thôi. Nó dựa trên cái nguyên lý này đúng không? Đúng rồi, rất là đơn giản mà mình tự nhiên mình quên bén đi. Nói nghe nè, ba đứa mình về đi, nói hết chương trình luôn rồi đó. Rồi, à, tội nghiệp mấy đứa. Chữ thú này là phải kỹ càng lắm mới được mà. Cạ với đó mới ra một đống dừa. Rồi, ok. Nhiệm vụ của hai em ngày hôm nay là cứ ngồi đó và kỳ cọ. Còn nhiệm vụ của chúng ta là phải vẫn tiếp tục đúng rồi, chương trình thôi. Không được nói hả? Anh yêu cầu là tới cuối chương trình thì ít nhất tụi em cũng phải đưa ra được hai thành đúng phẩm rồi. Nha. Đúng rồi. Ok, chúc các bạn thành công. Và bây giờ thì rõ ràng là qua trải nghiệm của chị Cát Tường thì chúng ta cũng đã có được một cái mẹo để có thể in hình lên những mà cái hay vật đúng dụng không? Đúng hay, rất hay. Hay in hình lên gỗ nè, in hình lên đá, lên áo được không chị? À chưa áo có thử được. Áo không được chưa thử đúng không? Chị có mới gỗ với đá áo không được cái okay. Ly thôi, cái ly nó không dính nha. Cái ly nó bị láng quá đẹp, nó không có độ bám rồi. Nó không dính nó có độ ngán của cái gỗ và nó có độ giống như là độ hút. Theo em á thì ví dụ như em là người hay thích làm những cái vật kiểu này, em sẽ về em làm hình gia đình á. Ừ. Em gắn để lên gỗ gán để gỗ cái rất là đẹp. Gỗ đi trưng bày rất là đẹp đúng không? Kỷ niệm nữa. Chốt mà hai đứa vô rồi. Ok, em nghĩ là dai nếu mà chúng ta không tác động nước tiếp vô đó nữa. Nếu mà chà tiếp thì chắc phải bay chà xong cái hộp nó uống bây giờ nó khô luôn rồi là nó sẽ bám chặt luôn, đâu có hư nữa đâu, nó khô rồi. Cái này quan trọng là chúng ta sử dụng tại nhà mình làm là làm thủ công và làm được tại nhà chứ không phải là nhờ máy in hay là cái gì hết. Cho nên tất cả các bạn mà có khám phá mình có thể tự nhà tự khám rồi tự phát.